Vì nào hạc sườn mi hàng hỏi vì che cò sùng rú bòm pu tả liền sườn thuộc xá Tà Lanh, huyện Tam Đường có cơ pin nâng cồn bưng tàng cò mi kinh tế áo lông hiệp thù mà hải quân dần rú xá Tà Lanh. Hà va pơ cò che sùng kha nổi bấu bít ẩu nhọt đẩy sương đàn quân dần cò tát cò lung vảy bít ẩu nhọt khu nỉ diệt hải cò che bấu khẩn đẩy cùng gian nổi mừng. Dũ đắc xã Tà Lành cài xíp cái tăng nhàng tin cài bá cưng đồng còm cắp rú sùng lò bắt nừng chết hoi thứa vẹt cắp mè nằm bị chi đẩy hền bưng cò che nhớ luồng té hờn pì ma rú cổng tà đình bá đồng bòm pu tà liền sơn tôi quam tô khóc cốt dần chơ hót mua pít che nhọt bừa lò che rú cá đắc xương nặn bưng hòa hươn đẩy bày té sòng chơ càng cưn vầy pít che hà và mư nưng co trắng pít đẩy giáo yển nưng nhọt che đíp khu nưng mở lò bừa che cò sùng xương nặn việt pít nhọt che co bò lại già cha cắp chi lò hiểm hại họt lăm mò chơ pít nhọt che bừa che lò tàng cò nhở luồng sùng hình xương nặn chơ pít nhọt che xuống khỏi cò tắt ẩu ngà măn lông hư cỏ khẩn cò pít hấp và khẩn cò bừa cò sùng nhâm ngà nổi cò khỉ giản lồm cắt tốc cò hiểm hai hoặc lăm mò đã từ lâu nay thì pi nỏng hạc sườn té châu té đài mạ cò che lùm rú tròm pu sùng tà liền sườn cò ẩu lai lung hiệp thù phải quân dần rú xá Tà Lanh huyện Tam Đường hấp và vẩy pít đầy nhọt chè đíp bé sơ khai nị quân dân cò lung hơn bày pít chè té chưa phải phí hung khu nương máu bùn ó lò về pít chè nhọt đíp sương đầu hở tình an lò khu cần đầy bứng lẽ nản nà bưng hún ảnh mở khỏi tẻm mài đầy quân dân tắt kha hứ cò tắt tên cá cò che lồm lung vẩy pít ảo nhọt lèo khẩn cò sùng vẩy pít nhọt chè khu nỉ cò hiểm hai hở quân dần cắp che trò hàm tắt là đài cò chí trò tài đáp xỉ bấu nấp khẩn cò mấy rất là cao như vậy sẽ rất là nguy hiểm cho người dân trong quá trình khai thác. Tôi tổ số sòn hôm rú quầng huyền tầm đường che cò sùng tộc hôm rú sòng xã Tà Lành giang ma cắp tinh mê tà đình giáo hạ xíp hecta cắp mi trầm xí văn sàm hỏi cò bữa lò tàng che cò sùng nga nổi bao khẩn pít ẩu nhọt đẩy sưng nan chơ pít số nừng côn dần cò lan ngà lông hư cò tắt tinh cả cò lông vay pít ẩu nhọt khu nỉ mi thể cò che chi tài láp xìa tàng cò che sùng quý bánh. Hôm nay chúng ta đang trên cái hành trình việc côn dần pít che tắt tinh cả cò lông sương khai ni có chi bao bảy trừ đẩy hừng hy tàng có che nhớ luồng quý banh tại hừng pì ma ni vừa tàng có ni là có sông và vây pít đẩy nhọt che côn dần có tắt cò hư có lan ngà lông khu ni có hiểm hại cắp tà tìm che có sùng mừ hương có chi nòi lông có chi tài láp xẻ bao khẩn đẩy vây bảy che tà tìm che có sùng bao sút to hôm phân bảy chè bá pu nhưng tròi dừa quân dân xã Tà Lành mà pe kinh tế cò pe xương mà pe hỏng du lịch tó nạ vương cơ quan mi núng pan nhất lọ chính quyền địa phương cần chiến báo họt quân dân vào ma khu đi không tàng che đi bom nạn mi luông bảy trừ tà đình hay che đàng mi vài hạt che có sông mà pe cắp áo luông hiệp thù mà quân dân xú địa phương pi nào hạc sườn bỏm mi rú cùng lễ hôi thèn kìn bàng pi sóng phan sao sòng huyện phòng thổ khai bàng ót lâu lễ hôi áp hồ trình lễ hôi vào khẩn hồ trai khát sàn trôi giờ cằn khổng phủ cún lễ hôi áp hồ khé hà đẩy lại po me dần mương cắp khé táng phường mà liêm lẹ
lễ hội bì mở áp hùa chiêng khổng côn tây đón rú huyên phòng thổ đẩy bắc bòn o té bai tô ma nang hàn nhưng tướng già trai bày tạp sớt bày trừ ẩu nên mương làng chu tạp bè sớt nang hàn bổng cắp quần lính táo ma khẩu mử xám xít cầm chiêng ẩu căn răng áp hùa rú ta nằm làng chơ áp bè sở nang hàn có đầy chậu phạ tòn nang mưa mương phạ vậy tề mai công ơn không nang tướng mỗi pì họt nham xám xít cầm chiêng côn tay tổ chức lê áp hùa chiêng vậy phấn mon mi hảo hanh phấn mon bản mương yên han diệt sườn mà pè đẩy mã đẩy mua lằng năm diệt mồn phân lễ rú hơn thèn đoàn cò ấu bưng bằng nằm lông bày tà vậy áp hùa vậy khăn tánh hải lê áp hùa chủ côn co khắm khen cằn xe phong òm cánh nhỏng nho chù tàng trường sử sắm vây cúng chào nằm chào đìn nọ dệt lê cúng chào nằm chào đìn cánh phấn mon pì nưng rú hào kìn vàn diệt sườn đẩy mã đẩy mua bản mương yên han xếp tam lò xí xíp ười nọng phủ nhinh âu cằn lông ta áp hùa âu nằm khẩu má nằm sổm bói lông mè nằm lung xiêng cống xiêng cọng giòn khửn răn săn ươi nòng phủ nhinh ẩu căn áp hùa chiêng. Thế thì cái ngày áp hùa chiêng 30 năm sủ áp hùa chiêng là năm má hư cỏ năm sổm bói phủ nhinh côn tay lưng áp hùa bệ sở khẩu mử xám xít cầm chiêng vây quải quát bay bưng ăn hại ăn mát mày bày tòi phay lầy bày tòi nằm phở mon rú xiềng rú sờ diệt dườn đầy mát đầy mua bản khuống yên han những cái điều tốt lành về với bản thân người ta tôi lăng ngắm khổng côn tay sắp sái xìa bưng ăn hài ăn mát khu bóc đi quần bì cấu mày bày tòi phay lầy bày tòi nằm bom nặn phở mon bì mỡ rú hào kìn vàn diệt dườn đầy mát đầy mua tành liệng mạ pe chú hươn uốn ình muồn mùa lê áp hùa chiêng khổng côn tay đón số huyên phòng thổ có mi té mớ lang bằng chậu chiên cái hai vậy má họt tàu khay ăn nạn lò lê kìn rú chăn sườn khổng phủ côn đối cắp năm đìn phá pu lang mon mi buông kìn luông rú đi hơn sum lễ áp hùa chiêng lò lang muồn mưng khổng côn tay rú phòng thổ em cũng rất vui khi được chào tổ khỏi con môn lại vừa đầy sung khẩu lễ áp hùa chiêng các mi lại côn pom sung sương khai nị các nham giảm xíp cầm chiêng mỏi pì làng kín ngai nhã côn tay khổng sung khỏi có áo cắn lông ta áp hùa chiêng mừng nị đầy pín khay lau o lễ áp hùa chiêng quăng lễ thèn kín bàng lại côn khẩu sung cọ muôn sườn vừa mưa hương bín khay phải trừ đẩy nên văn hóa ngân lang khổng côn tay chậu khi gọi đầu cùng một dòng suối như thế này lễ hội áp hùa chiêng nhắc bao khẩn nên văn hóa tràn sương khổng bò mè côn tay đón số huyên phòng thổ trên cái họt khe táng phường lò bón hôi hôm ỉn muồn khắp xe văn hóa tướng tên luông cạt sàn chủ chừa côn cắp cằn hốc phân tạ o nên văn hóa kín rú chăn sướng sương không bằng mưng bở khai ni.